Quý vị thân mến, cuộc sống muôn màu muôn vẻ luôn có những chuyện khiến chúng ta muốn tìm người để tâm sự. Thế nhưng lòng người cách xa nhau, bạn hoàn toàn không biết được trong mắt người khác bạn như thế nào. Có thể đối với bạn, câu chuyện bạn muốn kể tựa cả rừng cây, nhưng với người khác, đó chỉ là ngọn cỏ. Đặc biệt ở ngưỡng tuổi trung niên, quý vị không nên tiết lộ quá nhiều điều cho những người xung quanh, tránh rước họa vào thân. Hãy giữ lại một số bí mật cho bản thân, đừng chia sẻ mọi chuyện với người khác, dù bạn tin tưởng và thân thiết với người ta. Nắm được điều này, cuộc sống của bạn mới có được sự yên bình và an nhàn. Và sau đây chính là những điều người ở tuổi trung niên không nên chia sẻ với người khác. Thứ nhất, không chia sẻ về khoản tiết kiệm và lương hưu. Chị Nguyễn Thị Thúy ở thành phố Hồ Chí Minh sốc nặng khi biết cha mẹ ở quê bị chính người quen lừa tiền. Cha mẹ chị đã gần 70 tuổi. Cách đây 4 năm, chính quyền mở đường qua ruộng của gia đình nên ông bà được bồi thường gần 200 triệu đồng. Coi như trời cho, thêm vào số tiền tiết kiệm dưỡng già ông bà tích cóp cả đời. Ba chị em Thúy đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị yên tâm vì cha mẹ ở quê cũng có đồng ra đồng vào từ số tiền lời ông bà gửi ở quỹ tín dụng xã. Đến cuối năm ngoái, chị Thúy nhận được điện thoại của mẹ. Bà khóc lóc cho biết đã bị lừa mất hết 300 triệu đồng. Nghe mẹ nói mà chân tay chị buồn rủn. Chị sốc và biết cha mẹ sẽ đau xót đến thế nào. Chị gặng hỏi mãi, mẹ chị mới kể lại sự tình. Từ giữa năm 2032, cô cháu họ ở cùng thôn đã đến thủ thỉ với cha mẹ chị Thúy về việc dùng tiền tiết kiệm đầu tư. Cô giới thiệu mình làm ở tỉnh, là trưởng phòng kinh doanh. Cha chị Thúy còn lên tận công ty xem xét và thấy người người đến nộp tiền và được lấy lãi ngay. Thấy đầu tư vào đấy sinh lời nhanh, không như gửi tiết kiệm, chỉ lãi khoảng vài chục triệu đồng một năm. Ông bà về bảo nhau có bao nhiêu tiền tiết kiệm rút hết và gửi vào công ty để kiếm lời. Cô cháu gái rằng không được khoe với ai vì sợ nhiều người cũng đòi đầu tư mất mối. Cả đời chỉ biết tới việc làm nông, khi về già lại có cơ hội kiếm được tiền nên ông bà rất ham. Có 300 triệu đồng, ông bà hy vọng trắng mấy chốc sẽ có tới nửa tỷ đồng. Nhưng số tiền này chỉ trên giấy. Sau vài tháng, công ty biến mất. Cô cháu gái môi giới cũng bỏ nhà đi vì bỡ nợ. Thế là ông bà mất trắng. Của đau con sót, cha chị Thúy vì quá ít tiền mà sinh bệnh. Ông bị đột quỵ, may mà cấp cứu kịp thời nên thoát cửa tử. Hơn 2 tuần ở bệnh viện chăm cha và nghe ngóng thông tin, chị Thúy biết kẻ lừa đảo đánh vào lòng tham của ông bà và biết con cái ở xa. Vừa mất tiền, lo nghĩ ảnh hưởng tới sức khỏe lại bị hàng xóm bàn ra bàn vào, cả gia đình càng suy sụp hơn. Quý vị thấy đấy, cả một đời chắt chiu mới có được một khoản tiết kiệm, cuối cùng không cánh mà bay. Vậy nên, đừng bao giờ tiết lộ với người khác bạn đang có bao nhiêu tiền, bởi khi người khác biết bạn đang có tiền, nếu gặp khó khăn, họ sẽ ngỏ ý vay mượn, thậm chí là lừa đảo để lấy hết tiền. Trên thực tế, rất nhiều người đã gặp phải tình trạng mâu thuẫn này nên bạn cần lường trước. Đừng đi vào vết xe đổ của nhiều người và nhận lấy thiệt thòi khó xử nhé. Chuyện thứ hai không nên nói với người khác là chuyện bất mãn với con cái. Giữa bố mẹ và con cái rất hay bất đồng quan điểm. Thế nhưng điều quan trọng là khi bạn về hưu, già đi, con cái cũng bước vào tuổi trung niên. Đây là lúc con bạn rất cần sự tôn trọng từ bạn, chứ không phải những lời trách móc và soi mói. Nếu bạn thấy con có điểm gì chưa đúng, hãy ngồi lại và nói chuyện với con một cách nghiêm túc và nhẹ nhàng. Tuyệt đối đừng thể hiện sự bất mãn với con cái, vì dễ khiến sức mẻ tình cảm, tạo nên khoảng cách lớn giữa các thành viên gia đình với nhau. Mối quan hệ gia đình cũng cần vun vén duy trì mới có thể tốt đẹp bền lâu được. Hãy dành nhiều thời gian cho người thân để thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Chuyện thứ ba không chia sẻ là chuyện về một người mình không thể quên. Khi có tuổi, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn và nhu cầu tâm sự cũng tăng lên. Lúc này, rất có thể ta sẽ nhớ tới những người mình không thể quên trong đời. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ quá khứ là quá khứ, hiện tại đã diễn ra và không nên nhắc thêm về những người cũ. Thế nên mới có câu, yêu thương nào cũng có giới hạn, sự chịu đựng nào cũng tới lúc kiệt quệ đi. Chẳng ai vui mãi được trong nỗi đau, không ai giải tự mua dây buộc mình. Buông bỏ rồi thì học cách ra đi và đừng thiết tha những điều đã cũ. Có thể những chia sẻ của bạn sẽ khiến người xung quanh tổn thương và phải suy nghĩ, nên tốt nhất hãy giữ điều ấy trong lòng. Sống hết mình với thực tại và hướng tới tương lai là lời khuyên tốt nhất cho bạn. Thưa quý vị, có một câu nói rất sâu sắc như thế này: phim hài trên thế giới có thể được sản xuất mà không cần tiền, nhưng hầu hết các vở bi kịch trên thế giới đều không thể tách rời khỏi tiền. Người giàu quan tâm đến cuộc sống, còn người nghèo chỉ quan tâm đến sự sống còn. Người giàu lấy tiền để tận hưởng cuộc sống, còn người nghèo hỏi giá để chữa bệnh. Người giàu có nhiều họ hàng ở xa, còn người nghèo một người bạn ở thành thị cũng không có. Càng về già ta sẽ càng thấm thía được ý nghĩa của ba chữ không có tiền. Trong nhiều trường hợp, tiền chính là tấm gương phản chiếu hiện thực một cách rất xót xa. Hãy cùng nghe và chiêm nghiệm về điều này quý vị nhé. Thứ nhất, không có tiền lo tuổi già. Một người phụ nữ đã chia sẻ cuộc sống tuổi già của mình như thế này: tôi năm nay 63 tuổi, đã về hưu được vài năm, đồng lương hưu hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên tôi không bố vào việc có lương hưu để bồi trâu xây nước. Tôi vẫn cùng ông nhà mải miết làm thêm. Chúng tôi nhận việc thủ công về làm tại nhà, xỏ hạt làm thảm gỗ phủ ghế xe ô tô, làm tăng trồng rau nuôi gà. Công việc không mấy vất vả, tôi vẫn trông nom được nhà cửa, lại tạo ra niềm vui của người già. Các con tôi mỗi lần về quê thường phàn nàn không muốn bố mẹ phải làm thêm. Thế nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn khỏe, lao động để tích lũy không bao giờ là thừa. Tuổi già nay ốm may đau, có sẵn một khoản tiết kiệm phòng thân vẫn là nhất, khỏi phiền lụy đến con cháu. Tôi thấy bây giờ giới trẻ chi tiêu phóng tay quá mức, chưa lo làm đã lo hưởng thụ, nhà ở thuê mà cứ sĩ diện đi du lịch khắp nơi, xài đồ hiệu. Như vậy là không nên. Hàng xóm của tôi có một bà tên là An, chồng bà mất sớm. Một mình bà bươn trải nuôi 3 người con trai khôn lớn. Sau khi xây dựng gia đình cho các con, bà lại nay đây mai đó với các con để thăm cháu. Khi 6 đứa cháu đến tuổi đi học thì bà cũng đã ngoài 70. Trong túi lúc này chẳng có đồng tiền tiết kiệm. Thế rồi, đùng một cái, bà bị tai biến và liệt nửa người. Nhà có 3 đứa con, nhưng đứa con nào cũng nùng đầy trách nhiệm, cãi chửi nhau, tính toán từng đồng thiệt hơn cha mẹ. Con dâu cả ghê gớm, còn đi nói khắp xóm rằng bà nội cả đời chưa mua nổi cho cháu manh áo mới, giờ nằm đấy, tiền không có thì làm khổ con cháu đến bao giờ. Lời cay nghiệt ấy đến tai bà Phan, bà chỉ biết khóc. Nghĩ lại năm xưa, có mảnh đất mặt đường, bà nghe lời các con bán đi, chia đều, để các con có đồng lương đồng vốn làm ăn, mà không giữ lại chút gì cho mình. Giờ nằm một chỗ, bà mới ngấm thói đời. Con cháu mình cũng quý tiền hơn quý người. Từ đó có ai đến chơi, bà An đều kể hết nỗi đắng cay, khiến đám bạn già cứ thấy xót xa. Tuy nhiên, trong nỗi xót xa ấy của bà An, tôi nghĩ lỗi không phải chỉ ở những đứa con. Nếu các con khá giả, chúng có thể bỏ ra vài chục triệu đồng để lo cho bố mẹ khi ốm đau tuổi già. Nhưng nếu các con khó khăn thì việc phải lo lắng thêm cho bố mẹ quả là một gánh nặng. Vì vậy tôi cho rằng bên cạnh việc giáo dục các con, các ông bố bà mẹ cũng nên tăng tiện để có chút vốn phòng thân. Thời các con bây giờ sung sướng hơn thời xưa gấp 10 lần. Đời sống đi lên từng ngày, đi làm sẵn xe cộ, điện nước chợ bố thuận tiện, trẻ con người lớn đều có bảo hiểm y tế, học hành thì sẵn máy tính điện thoại. Thế mà các con cứ kêu tháng nào hết nhãn tháng ấy, lương lậu đi đâu hết cả. Vợ chồng tôi có sổ tiết kiệm 300 triệu đồng trong ngân hàng, nhưng chúng tôi kiên quyết không cho các con. Khi chúng kêu ca tiền đóng học đầu năm của các cháu tốn kém, phải xoay sở bù kiểu. Tôi chỉ thưởng 500.000 đồng. Khi các cháu đạt học sinh giỏi cuối năm, con cháu về quê, chúng tôi mua đồ ăn vừa phải, chứ không thì cá ê hề. Có lẽ thấy bố mẹ tuổi hưu trí mà vẫn lo tích cóp từng đồng lẻ, khi nhận làm thêm hàng thủ công tại nhà, các con tôi cũng thay đổi cách sống. Chúng không còn khoe chuyện mùa hè đi du lịch 3-4 nơi, ăn đặc sản, ngủ khách sạn nữa, mà gọi điện về kể chuyện chồng nhận đi thuông phí điện thoại, vợ làm gia sư ngày cuối tuần, bọn trẻ thì gửi mẫu giáo trường công cho đỡ túng kém. Mọi khi cứ con ốm là dắt con đi bác sĩ tư. Giờ các cháu chịu khó xếp hàng khám chữa bệnh tại bệnh viện công. Con gái cứ gật gù khen bố mẹ sáng suốt, đúng là mạnh về gạo, bạo về tiền. Trong nhà có tiền tiết kiệm thấy vững dạ hẳn, vợ chồng không còn đục đục cãi nhau cuối tháng nữa. Quý vị thân mến, những người thuộc thế hệ cũ sẽ không tránh khỏi suy nghĩ truyền thống rằng chỉ cần có 2 hoặc 3 đứa con, sau này mình già, ăn uống không cần lo, ốm đau cũng có người chăm sóc. Điều con cái phải chăm lo phụng dưỡng cha mẹ là điều hiển nhiên, nhưng trong trường hợp bản thân người con còn không đảm bảo được cuộc sống của mình thì làm sao phụng dưỡng chu đáo được cho cha mẹ. Thứ hai, không có tiền lao kết bạn. Sau 50 tuổi, bạn sẽ càng tin vào một câu: mọi thứ đều là duyên số, có những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhiều người bắt đầu cam chịu số phận, thu mình vào, không tham gia vào những cuộc hội họp đông người hay trong một bữa tiệc. Những người giàu có thường nói to ở vị trí của mình, còn những người không có tiền thì ở vị trí kín đáo, cúi đầu ăn uống, vỗ tay và nói vài nhồi. Nếu trong vòng bạn bè, bạn không cảm nhận được cảm giác mình tồn tại, thuộc về vòng tròn bạn bè đó, thì hãy nên rời đi. Thay vào đó là tập trung quan tâm đến người thân và những người thật sự là bạn bè của bạn, những người sẽ không để bạn cảm thấy lạc lõng khi đồng hành với họ. Thứ ba, không có tiền lo về quê. Sau 50 tuổi, nhiều người có ước mơ được về quê phụng dưỡng bố mẹ già, nhưng nếu không có tiền sẽ khó thành hiện thực. Ai cũng mong rằng những người mình yêu thương được hạnh phúc, nhưng khi không có tiền thì việc chăm sóc họ cũng trở nên xa xỉ. Khi không có tiền, ta sẽ hiểu rằng giàu có không phải chỉ là điều tốt cho một người mà còn là phúc lợi cho cả gia đình. Tiền không chỉ để nuôi dưỡng ước mơ và duy trì lòng tự trọng, mà còn có thể trở thành niềm tin vào cuộc sống để chăm sóc lo lắng cho nhiều người khác nữa. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Tử Vô Tỳ. Cha tôi người miền Trung, anh em tôi chả biết miền Trung là ở đâu. Cha nói vào cái năm đó khó quá, nên cha dẫn má bỏ xứ vào miền Đông lập nghiệp. Má lại nói rằng cha bướng lắm. Ông giận gia đình, thề rằng không khá không về. Tha phương và sống đời bán sức, thì sau nhiều năm ông chỉ có anh em tôi là tài sản. Năm ấy cha bệnh tưởng chết. Ông Hùng chủ trọ là bạn và cùng một xứ với cha, thường đi đi về về nên rất rành xứ sở. Ông nói với tôi, em trai em gái của cha, tức cô chú của tôi, nhờ có giải tỏa đền bù nên khá lắm. Chú tôi nhờ khu vườn của ông bà nội để lại nên được đền bù gần tỷ bạc, và còn được những 3 ô trong đất tái định cư nữa. Ông Hùng khuyên tôi nên về quê, vì đất đai ông bà để lại không di chúc thì cha cũng có một chút, lấy cái chút đó về lo bệnh cho cha. Nghe tôi tể như vậy, má lủng lơ, được thì cha mày đã về lâu rồi. Thuở ấy thợ hồ như tôi ngày 50.000, phụ như cha thì chỉ có 30. Hai cha con với mâm xôi của má, tiền bán vé số của hai đứa em mà có tháng không có tiền để trả nhà trọ. Khốn khó, nghe cô chú mình giàu ai chả náo nức. Trong một bữa ăn không kìm được, tôi đem chuyện ra hỏi thì cha trả lời, của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của phù vân, nó có chân nó chảy. Sống ở trên đời phải tự thân vận động. Biết bao người khốn khổ hơn mình mà vẫn đứng được, nhờ vả làm chi cho hèn người. Cha không nói nữa, nhưng tôi không cam tâm. Tôi âm mưu về thăng quê nội một lần cho biết. Tôi nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cha tôi là trưởng nam, vậy tôi là đích tông của cả họ. Dỉ chứ quê tôi ba cái danh xưng này quý hóa lắm. Chú tôi chỉ có 2 con vịt trời, bà Thím đã triệt sản sau 2 lần bượt cạn bị chi đó. Tôi về, nếu có thể, ông chú giúp cho vài chục triệu đồng, mua miếng đất để có chỗ chu ra chu vô, không thuê trọ thì hay xít bao. Chú có bạc tỷ, cháu nhờ 100 triệu, tôi nghĩ cũng không khó lắm. Với niềm hy vọng to như là biển, tôi lên xe đỏ và chỉ có 10 tiếng đồng hồ là có mặt ở nhà cô, em gái của cha. Cô và Dượng ưu ái lắm. Tuy nhiên, nhìn phớt qua gia cảnh, tôi chắc rằng cô Dượng chỉ hơn gia đình tôi cái nhà. Dượng thì lúm bên bàn rượu, ông chỉ gật đầu khi tôi chào rồi uống tiếp. Đang ngồi bế cô, chưa hết câu chuyện thì chú tôi qua. Ông nhìn tôi rồi hỏi: "Mày là con lớn của ông hai hả?" "Dạ, con chào chú. Con mới xuống xe nên chưa kịp qua chú ạ." Khỏi: "Cha mày khỏe chứ?" "Dạ, cha con cũng khỏe ạ." Tôi chưa kịp than nghèo kể khổ thì chú một hồi nói về cha. Nào là đồ bất hiếu, không ngó ngàng đến cha mẹ. Cha chết, anh chết cũng bị tích mù khơi. Tao tưởng cha mày chết luôn rồi chứ. Hết cha. Ông chĩa mũi rủi qua má, rằng má cũng là thứ không biết điều. Đúng là ngưu mã bột ruột. Tôi nghe mà giận muốn tràn đi. May mà chú ruột, chứ người dưng thì... Nhìn chú, tôi chợt nhớ tới lời lừng lơ của má: "Được, cha mày đã bể lâu rồi. Bà hiểu vì sao cha bỏ xứ ra đi." Chú về rồi, bà cô nói rằng: "Sau giải tỏa đền bù, chú thấy mày đổi tính, nhìn đâu cũng thấy người đến nhờ cậy. Chú úc tưởng mày bề thăm dò của đền bù nên chật bậy đó. Cũng cái tính này nên xưa kia cha mày bỏ xứ ra đi. Cô đây còn sợ nói gì ai. Con đừng buồn nhá, bà đừng giận." Lát chiều theo cô qua nhà chú, thắp cây nhang tưởng nhớ ông bà nội. Tôi về và thề không bao giờ trở lại. Rồi bĩ cực cũng qua. Cha vay mượn thêm tậu 100 mét đất cất cái nhà lá. Cao tốc chạy qua, chúng tôi được đền bù trước đỉnh và có 1 lô trong tái định cư. Cha bán nửa lô và dùng tiền đó cất 1 căn nhà kể cũng tương. Chúng tôi tậu được tivi, tủ lạnh, đứa nào cũng có xe đẹp để đi làm. Mấy năm sau, khi cả nhà tôi đang ăn cơm trưa thì một người đàn ông xuất hiện trước nhà. Tôi hỏi: "Có gì không chú ơi?" "Mày không nhận ra chú à?" Tôi ngơ ngác. Cái ông ốm nhom ốm nết này là ai vậy kìa? "Tao, Huy đây, chú của mày nè." Cả nhà tôi ùa ra. Ôi trời đất ơi, ông chú mập ú uy phong này nào mà giao ra như gì? Cha tôi hỏi và chú trả lời rằng vợ chồng ly dị, 2 đứa con gái theo mẹ giáo. Buồn quá, chú nhậu nhẹt cho quên sầu. Hôm đó chạy xe và té một phát, từ đó suy luôn. Của cải sau ly dị giờ tiêu hết vô bệnh tật rồi. "Sao chú biết tôi ở đây mà đến?" Cha hỏi. "Ông Hùng về thăm quê và em hỏi thăm. Đây đi khám bệnh trong Sài Gòn nên ghé chơi vài bữa rồi về. Đêm ấy chú lên cơn đau tim và chết tại nhà tôi." Cha điện thoại cho bà cô và thông báo với vợ con chú chuyện chôn cất. Nhưng bà Thím lại lùng bảo chôn hay thiêu là tùy. Ly dị xong, Thím không quan hệ chi nữa. Mấy đứa con gái vai em tôi còn quá nhỏ để biết phải làm gì. Cha phải lên xã xin mua đất để an táng. Lúc hạ chú xuống huyệt, cha tôi nói: "Chỗ chết còn không chọn được, nói gì sinh." Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.